Mời quý vị và các bạn đến với mục thông tin sức khỏe của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Thưa quý vị và các bạn, bong gân là sự tổn thương của bao khớp, phổ biến là các dây chằng, thường xảy ra sau một động tác quá mạnh nhưng không gây ra trật khớp hoặc gãy xương. Những khớp xương thường bị bong gân là cổ chân, đầu gối, cổ tay. Trong chương trình hôm nay, bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Đức Đường, Phó Giám đốc Bệnh viện Y Dược Cổ truyền Hưng Yên sẽ hướng dẫn quý vị và các bạn bài thuốc chữa chứng bong gân. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Thưa quý vị và các bạn, bong gân là một cái chấn thương rất thường gặp trong đời sống hàng ngày. Bong gân có thể là có các cái mức độ nặng nhẹ khác nhau tùy theo cái chấn thương. Bong gân là tình trạng khi có những cái va đập mạnh gây nên các cái tổn thương tại các khớp, gây nên các hiện tượng như là sung huyết, giãn dây chằng, bong các cái đầu dây chằng gân ở tại các khớp, không có hiện tượng trật khớp và gãy xương. Tùy theo các cái mức độ nặng nhẹ của bong gân, người ta có cái cách xử trí khác nhau. Tuy nhiên, với bất cứ trường hợp bong gân nào, thì việc đầu tiên, cái thái độ xử trí hết sức là quan trọng. Ngày nay thì người ta thường sau khi có cái tình trạng chấn thương các cái khớp gây nên hiện tượng bong gân, thì điều tốt nhất là chúng ta hạn chế cái vận động của khớp. Thứ hai là chúng ta sử dụng ngay cái việc mà chườm đá lạnh để bảo vệ cái hạn chế cái chấn thương tăng lên. Trong y học cổ truyền thì rất nhiều những cái cây thuốc, vị thuốc có tác dụng trong cái việc điều trị các cái chứng bong gân nói trên. Có thể là giới thiệu với quý vị khán giả một số những cái cây thuốc, vị thuốc nam thông thường trong đời sống hàng ngày nhân dân ta có thể là sử dụng ngay tại địa phương. Một cái cây rất là điển hình và cũng rất là dễ thấy, dễ gặp ở nông thôn chúng ta là cái cây náng hoa trắng. Cây thứ hai mà chúng ta có thể là hay sử dụng là cái cây cúc tần. Cây thứ ba là chúng ta có thể sử dụng là cái cây thầu dầu tía. Cây thứ tư chúng ta có thể sử dụng là cây nghệ. Cây thứ năm chúng ta có thể sử dụng là cái cây đu đủ. Cây thứ sáu chúng ta cũng thường xuyên có thể sử dụng là cây ngải cứu. Cây thứ bảy có thể là cây xạ cam. Và rất nhiều những cái cây vị thuốc nam khác chúng ta có thể sử dụng. Thế thì một số những cái cây thì chúng ta có thể sử dụng đơn độc hoặc là phối hợp 2-3 cây tùy theo cái điều kiện chúng ta có thể sử dụng. Thì nếu một số những cái trường hợp mà bong gân nhẹ thì chúng ta chỉ cần hạn chế vận động. Một số cái trường hợp mà bong gân nặng thì chúng ta còn phải cố định cái khớp để cho tránh cái tình trạng gây chấn thương thêm. Thế trong cái điều trị dùng các cái thuốc y học cổ truyền thì chúng ta có thể là chủ yếu là dùng các cái cây tươi và đắp tại vết thương. Với trường hợp bong gân thì chúng ta có thể lấy dùng một nắm cái lá của cây lá hoa trắng này, chúng ta giã nát ra, sau đấy chúng ta bọc một cái miếng gạc vải xô này, và chúng ta bó tại cái vết thương. Chúng ta có thể thay cái thuốc ngày một lần hoặc là 2 ngày một lần. Và cái điều quan trọng nhất thì là chúng ta vẫn phải là cố định vết thương. Và nếu mà một số cái trường hợp nặng, cái bong gân nặng ấy, thì có thể nó gây nên các cái tình trạng đứt hoặc là bong hẳn cái đầu gân dây chằng ra khỏi cái vị trí của khớp, thì chúng ta cũng cần phải đi khám các bác sĩ chuyên khoa để có thể là điều trị. Một thông tin sức khỏe của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên hôm nay xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.